Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 150. Có một công đoạn mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, ngài giảng thuyết nhắc mình về cái cuộc đời hiện tại nhiều kiếp nào, khuyên mình cố gắng niệm Phật vì cuộc đời này vô thường lắm. Nghe nguyên văn này: nhất là trong thời đại hiện tại này, tai nạn bất ngờ rất nhiều. Bản thân chúng ta có đảm bảo cả đời chẳng gặp phải hay chăng? Tai nạn đột nhiên xảy đến, làm thế nào đây? Do vậy, bình thường phải nghiêm túc nỗ lực niệm Phật, niệm Phật. Có thể tiêu tai miễn nạn, dẫu đại kiếp nạn xảy đến, cũng có thể tỉnh táo, sáng suốt, niệm Phật vãng sanh. Đây là công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Nên mỗi một người mình mà khi nghe những đoạn văn gì vậy, nhắc mình về những cái vô thường trong cuộc đời này. Cũng như hôm qua những đứa con công đoạn, nó chỉ khoảng 3 phút mấy thôi, mà nó nhắc nhở về cái vô thường của cuộc đời, vì những cái kiếp nạn mà ập đến của những đất nước. Như đất nước chúng ta có khi bão lũ đồ nó cũng làm sạt lở chết người rồi, quý vị cũng thấy rõ ràng. Nên những đoạn phim tư liệu này người ta quay lại đúng là để canh tỉnh nhân sinh. Khi mình coi cái mình thấy đúng là cuộc đời của người chúng ta tính toán so đo, rồi hơn thua giành giật, tiền bạc vật chất. Bây giờ quý vị coi những cái cảnh tượng mà nước trôi rồi, nhà trôi rồi, xe cộ, cực khổ làm ra được chiếc xe, mua một chiếc xe. Bây giờ nước trôi nó rớt như là đồ phế thải, đồ bỏ ấy, đi coi. Nhà cửa công sức cực khổ cắt được căn nhà, bây giờ bão tố sụp đổ hết luôn. Rồi có người, mạng người như chỉ mảnh treo chuông. Nhìn những cảnh tượng gì mình thấy đúng là quá vô thường. Tự nhiên nhắc nhở mình, đúng là cái cõi đời này Phật nói như căn nhà lửa của tam giới, nó đang đốt mình mỗi ngày. Nên nhìn những cái cảnh tượng mà thế thảm này, tự nhiên con người mình có một cái sức cảnh tỉnh cao độ về vô thường của cõi này. Nên chúng ta nhờ nghe Phật pháp mà mình biết làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, mình cực khổ làm cái đồng tiền, biết tạo cái phước duyên để đi theo mình. Nên cái câu mà để áp dụng vào những công đoạn này cho mình sâu sắc nhìn nhận hay: lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, đúng không quý vị? Đi coi,
Nếu cái người mà không tu hành, lấy những cái vật chất này, quý vị vừa coi những đoạn phim tư liệu này, quý vị thấy lấy cái vật chất làm của, phải của rời xa tao đó. Quý vị nhìn đi, tan nhà mất mạng, xe cộ đồ đạc của cải quý giá nó trôi dạt thành đống sao bằng, lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta. Nếu như người không nghe đạo thì cả đời họ là lấy vật chất làm của, thì phải rõ ràng của sẽ rời xa ta. Tan nhà cũng mất mạng nữa chứ, còn đi đọa lạc nữa chứ. Trong cái thời gian tạo ra cái thứ giả tạm này, của cải xe cộ, đất đai, nhà cửa, rồi cuối cùng nó sạc đổ banh chành hết chứ. Đó. Chấp vào của cải sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của theo ta vạn đời. Có được đồng tiền của cải vật chất biết tạo phúc đức theo ta vạn đời. Của để trong mạng không bao giờ mất. Sanh đến có quốc độ nào cũng hưởng phước được tốt đẹp. Còn lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta. Quý vị coi rõ ràng cái câu này rất là hay, để cho chúng ta nhìn về vô thường. Để mỗi một con người chúng ta tự nhiên mở rộng tâm lượng mình ra, thấy những việc tốt, những việc thiện, việc tu nhân tích đức, nhiệt tình hết lòng mà làm, cuộc đời của người ngắn ngủi qua mau lắm quý vị. Nó nhìn những công đoạn này quý vị thấy đi, đúng không? Khi coi rồi tự nhiên cảnh tỉnh vì vô thường, cuộc đời nó rất là cao độ. Nên những đứa coi những công đoạn mà bão lũ, đất sụp, chết người này kia được, những đứa làm những công đoạn này, những đứa nói chuyện, những đứa tràn vào, để quý vị coi, quý vị còn nghe được, nhận thức được về cái vô thường của cuộc đời. Còn nếu như không, mình cứ coi coi, mình chỉ lắc đầu, hoặc là ô tội nghiệp quá, khổ quá, vậy thôi. Hoặc là có những người chúng ta sẽ nghĩ rằng việc nó đã quá rồi, không có để ý tới. Có người mình thường là để luống qua những cái việc mà để cảnh tỉnh cuộc đời, không chịu nhận thức nó là vô thường, để mình cố gắng tu nhân tích đức. Mà có những người tư tưởng tiêu cực thì họ nghĩ rằng ô vô thường gì, sống nay chết mai vậy thôi, ăn chơi cho đã đi, để rồi mai mốt chết đi cũng thấy vừa bụng. Tư tưởng này là tư tưởng của những người ngu si, không hiểu quý vị. Mà đa phần trong cái thời cuộc này con người ưa suy nghĩ gì. Nên á, những đức nói rằng mình mỗi ngày mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, trong cái cuộc đời này mà mình còn có thể có được cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, khi coi những cảnh vô thường vậy mình mới phát cái nguyện mạnh mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì cái quốc độ cực lạc không có những cái chuyện sụp đổ, đất đai ào xuống, nước chảy, rồi cảnh tượng thê thảm này không có đâu. Không có. Rồi cái chuyện giết chóc, những cái cảnh tượng mà có khi quý vị đã từng coi qua, có những quốc gia mỗi năm người ta có những cái lễ mà đâm giết. Như nước mình ở miền ngoài vẫn còn có, mà không có nhiều như Ấn Độ. Những cái hình tượng đó coi thấy đúng là phản cảm. Như mình vậy mà bắt mình ở trong cái dòng người, rồi mình chạy vòng vòng, người ta lấy dao, người ta lấy giáo để mà người ta đâm mình, chọt 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 mình, biết mày nghĩ sao? Mình tìm đường sống mình chạy, rồi người ta cầm dao, cầm giáo, người ta chọt 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 chọt, người ta đâm mình, đâm mình chút lòi ruột, cái bị nghĩ sao? Vậy mà người ta dùng con vật nó cũng muốn sống, người ta đem nó đưa ra trước mọi người, người ta nghĩ mình thông minh, cầm dao, cầm giáo, người ta chọt, người ta đâm nó. Nên những cái việc làm mà một số nơi gọi là tập tục, mấy cái này đúng ra nếu người hiểu biết dẹp đi, tập tục này sai rồi, tầm bậy rồi. Nếu ai đã từng lập ra cái tục lệ này thì người đó đọa lạc không có ngày ra, chắc chắn cái gì luôn, đọa không có ngày ra. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ lại cái câu nói rằng nếu như chúng ta ở trong cái dòng người đó mà cầm dao cầm giáo đâm chọt mình, quý vị nghĩ sao? Vậy mà mình đối xử với con vật như vậy thì quý vị nghĩ cái tâm con người mình sao? Thì kiếp nạn đến là đúng rồi. Quý vị coi như mỗi một quốc gia, tại sao không lo cho đất nước của mình tốt đi? Quốc gia này đi xâm chiếm quốc gia nọ đi, hai bên cầm súng bắn nhau cho chết, là vì chúng ta đã sát sanh mà sanh ra như vậy. Giống như sát ăn sát, sát ăn sát. Mình hủy diệt loài súc sanh súc, thì nghiệp duyên nó hủy diệt ngược lại mình, phải không? Quý vị coi những cái đoạn phim thôi, giặc giả đánh nhau thôi, thì quý vị cũng thấy là rõ ràng đao binh kiếp. Ấn Tổ ngài nói muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay.
ăn chay không có tâm sát sanh nữa, không có giết chúng sanh nữa, vậy thì thế giới này mới hòa bình. Còn sát sanh càng nhiều chừng nào thì càng có chiến tranh chừng nấy, vì nghiệp duyên chiêu cảm. Nên mỗi một người mình khi coi qua những công đoạn thì vô thường, nhà cửa tan nát, đồ sụp đổ, đồ của những đất nước khác, có khi mình không có góc độ, mình cho rằng đó là ở nước khác. Quý vị coi như nước mình cũng có mà. Mỗi năm như vậy, sức cảnh tỉnh cao độ. Có những người ở miền ngoài người ta chịu cảnh như vậy quanh năm, nhưng mà đối về cái chuyện tiếp nhận Phật Pháp người ta không tiếp nhận. Người ta chỉ nghĩ đó là cái việc về chờ đất, rồi quy luật, rồi người ta nghĩ cái cách để chống bão này nọ rồi. Nhưng người ta không biết cái nguồn gốc của bão tố, cái nguồn gốc của kiếp nạn, tai nạn này là từ đâu ra. Từ lòng người bạo ngược ác mà ra đấy. Con bắt hiếu với cha mẹ, anh em bắt hòa nhau vì của cải vật chất, bạn bè lường gạt nhau vì vật chất, có tiền bạc giàu sang thay chồng đổi vợ, con cái mà kiện cáo cha mẹ vì của cải vì coi, rồi mở ra nhiều cái lò sát sanh, chế tạo ra những cái hình cụ để giết chúng sanh dễ dàng, dùng đa dạng cách để giết chúng sanh ăn thịt. Quý vị coi gia đình nào mà làm nghề sát sanh, có gia đình nào tồn tại đâu, giàu được bao lâu đâu, sạt nghiệp hết, chết bất đắc kỳ tử, chết kỳ cục bệnh hoạn lạ thường. Con người thế gian họ không tu mà họ nhìn cái nhà đã sát sanh, mà khi chết họ dặn nói một câu, đúng là quả báo. Nhưng mà bản thân của họ thì không chịu nhìn nhận, đã biết đó là quả báo mà dặn ăn thịt chúng sanh, đúng không? Vì thấy mình may thay mình nghe được Phật Pháp, mình mới cảnh tỉnh cuộc đời mình được, vì vô thường. Nếu mà mình không nghe Phật Pháp thì mình chịu thua. Nên mỗi một con người mình nghe được Phật Pháp là hay lắm. Nên những vị trưởng đầu mà dẫn người ta đi tu là vị đang cứu độ người ta đó, vị đang bồi dưỡng thiện căn cho người ta nhìn được có cái góc độ sáng suốt. Nếu không con người mình nó mê hoặc điên đảo đó, giống như nó mù quáng ám muội. Nên cần phải coi nhìn cái vô thường này để con người mình biết tu nhân tích đức. Nên trong chùa mình những đức nói rằng đây là cái phước duyên mà mình mỗi ngày tu nhân tích đức được. Người ta bên ngoài vì cái cuộc sống thôi mà người ta lao theo chằng cảnh. Nên những đức nói tất cả những người mà đi ra khỏi chùa mình là những người hết phước, 100% là người hết phước. Tại vì sao vậy? Đây nó có một tổ chức lo cho mình tuyệt vời quá, cơ hội tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Nhưng mà đi ra khỏi chùa đúng là hết phước. Có một cô cổ đi ra khỏi chùa nói một câu, con 50 năm con quay trở lại. Trong bụng những đức nói cái việc đó cô nghĩ, cô nói chắc là cô là cái sự việc quá quan trọng. Người ta đem Phật Pháp ta giới thiệu, người ta tạo điều kiện cho mình để mình tu nhân tích đức, mình sống an vui tự tại. Còn mình lao theo cái khổ đau, mình nói cái chuyện đơn giản quá. Một con người có cái nghĩ như vậy, đã biết rằng bước ra xã hội vài chục năm sau, 10 năm sau quay trở lại, quay đầu lại, mà còn lao ra, rồi mình có đủ phước để quay lại không? Khi mình quay lại, cái tâm con người mình có như ngày xưa không? Không đơn giản đó quý vị à. Nên những đức nói mỗi ngày những đức được bồi dưỡng tư tưởng về Phật Pháp. Những đức nói bỏ mạng không bỏ đạo mà. Không phải mình tròn vẹn, nhưng tuyệt đối không bao giờ mình bước ra xã hội, mình nghĩ cái chuyện bước ra đời không bao giờ nghĩ tới. Mình có cái tâm mình nghĩ tới cái chuyện bước ra đời thì thế nào mình cũng bước ra đời. Hãy bỏ sạch cái tâm đó đi. Nhất là trong ngôi tam bảo như chùa mình đúng là một nơi lý tưởng để mà mình tu học, có những ngày tháng an vui và làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nếu như cái nhân ban đầu như đi tu mà gặp ngay ngôi chùa cốc cốc can can kiếm cuộc sống, cũng đi xè tay nhận tiền đi kiếm cơm ăn, vậy thì chắc như đức không đi tu. Phước duyên đưa đẩy mình gặp một ngôi chùa người ta lo hết cho mình, có phương pháp tu rõ ràng. Nên những đức bây giờ cảm ơn bằng cách những đức đem phương pháp và đem pháp môn tịnh độ chia sẻ mở rộng ra, đó là tâm cảm ơn, báo ơn. Nhiệt tình cảm ơn báo ơn bằng cách này. Trong khi bây giờ gần Tết người ta lao đi kiếm cuộc sống để ăn Tết, còn mình thì mỗi ngày mình vẫn sống rất là bình thường. Mình còn rủ người ta về, mình lo lắng giúp đỡ người ta, còn mình có những giây phút bình yên vô cùng.
Nên đại chúng trong chùa phải có góc độ cho sâu. Góc độ cho sâu. Hôm qua Nhân Đức cho một số anh em trẻ nam đi lại siêu thị, đi mua đồ. Sáng Nhân Đức hỏi mấy anh em, Nhân Đức nói mấy anh em đi lại siêu thị mua đồ thấy vui không mấy anh em? Mấy anh em nói, có nhiều anh em nói rằng sao mình đi lên đây sao thấy kỳ kỳ, sao mọi người nhìn mình thấy giống như mình là nhân vật lạ, người ta cảm thấy kỳ thị mình, ngộ ghê. Quý vị biết rằng người ta ngoài đời, người ta có thể bắt nhạc, người ta nhảy giữa đường không ai nói tới, giữa đường giữa sáng tầm bậy tầm bạ không ai nói tới, chửi cha mắng mẹ có khi nó nghĩ rằng là phổ thông, hoặc là nó làm điều này điều nọ tùm lum ngoài đời. Nhưng mà cái người tu hành của mình, quý vị đi một chiếc xe bằng bộ đồ mới, quý vị làm một cái ấy gì hơi gọi là hưởng một chút thôi thì bắt đầu họ đánh giá. Nên những đức từng nói một câu rằng mình ở trong chùa là cái thế mạnh, cực kỳ mạnh. Mình cũng không phải là vì những cái dư luận đó mà mình bị câu thúc, tại vì có những cái mình không cần thiết phải bước ra ngoài. Nên những đức có khi dở các cô rồi đi đến siêu thị mua đồ, những đức nói với vị nghe chứ mấy cô vô có bao giờ những đức vô đó đâu, vì cái đó không có cảm giác gì những đức vô đó, riêng bản thân những đức có cảm giác vô đó, vô đấy làm gì. Từ khi một người nào đó mình đặt trách đi mua món đồ đó đem về lo cho đại chúng thì được, vô đó làm gì, cái cảm giác gì vô đó. Người ta sống trong Hoa Tam Bảo, người ta lo bao nhiêu chúng sanh, người ta làm bao nhiêu việc lợi ích cho chúng sanh, mà mình đi vào nơi đó mình mua đồ hay mà cái gì cái là nó người tu mà công nhận sang thấy ghê. Bây giờ những đức càng tu những đức mới nhìn ra, như bây giờ bản thân những đức, quý vị có ngày lễ những đức nói chuyện, những đức giúp bao nhiêu con người, người ta nghe đạo mà người ta an tâm vui vẻ không? Nhưng bây giờ thí dụ như một cái phương tiện mình đi thôi, chỉ là dùng cái phương tiện đó để tới lui tiện lợi một chút thôi, mà cái người đời không hiểu người dân đánh giá rồi đó, thì thấy không? Nhưng mà họ có đi sâu sắc vào người ta làm bao nhiêu chuyện, còn mình làm cái gì? Mình một con vợ, một đứa con lo chưa xong, để cái gì cũng đi gom góp lụm lặt đem về nhà của mình. Nên có những người thế gian, ví dụ như họ thấy người tu họ phương tiện đầy đủ một chút thôi, thì họ nói một câu, mình làm thấy mồ luôn, không có một cái gì, mấy thằng thầy chùa nữa làm cái gì mà sao nó đầy đủ dữ. Đúng rồi, tại vì vô minh không hiểu Phật pháp, cứ là than thân trách phận, trách ông trời tại sao bất công, không hiểu được cái điều một bài kinh, một bài kệ, một câu Phật hiệu cũng là gieo chủng tử cho chúng sanh được giải thoát. Còn mình làm được gì? Mình gieo cái gì? Mình gì ấy, người vợ mình, đứa con mình, tại vì nó cho mình thương nó, vì có phải không? Đánh đổi lại, nó cho mình niềm vui, mình phải cực khổ lo cho cái bùi nhùi này, rồi bắt đầu là mình phải cực khổ, rồi cả đời mình lủi thủi trong cái bùi nhùi đó mà mình khổ, mình không ngóc đầu lên nổi. Còn người ta đi tu, tại sao cái phước duyên người tu lớn gì? Một bài kệ, một bài kinh thôi cũng gieo cái duyên cho bao nhiêu con người đắc độ về sau. Vì coi người xuất gia cái phước ta lớn cỡ nào chưa? Quý vị biết rằng có những người vẫn biết người xuất gia tu đó tiền bạc nhiều, họ không làm Phật sự gì bao nhiêu, vì mà gặp họ thì phải cúng dường. Thì quý vị biết cái người ta cạo đầu xuất gia cái phước lớn cỡ nào chưa? Nên những đứa nói với đại chúng trong chùa, mình ở trong chùa là phước mình rất là lớn, mình ở trong Ngôi Tam Bảo là phước mình lớn như lắm. Mình chỉ cần mà bỏ chiếc áo nhà tu này, mình bước ra đời cái mình coi, người ta coi mình như nồi dẻ gách, không ra gì. Đi làm thuê làm mướn người ta thì người ta coi không ra gì. Nên những anh em mà trong chùa đang đi tu, mà có người ở trong chùa tu mà khoái chơi người ngoài đời là người này thất bại. Những đức nói cái người xuất gia, người tu hay cư sĩ trong chùa tu mà những đức hướng dẫn, như đức nói mà thích chơi với người đời là bị thất bại hoàn toàn. Thích ngồi chơi với người đời, nói chuyện nghiêu ngao, nói chuyện gì kinh doanh làm ăn buôn bán là bị thất bại hoàn toàn. Những đức khi giảng pháp, những đức chỉ người ta về thế gian, người ta phải làm ăn, chỉ người ta phương pháp mà không có tạo nghiệp, người ta cảm ơn mình, ta còn biết đem tiền cúng dường Tam Bảo để hộ trì Tam Bảo,
Còn mình ngồi nghiêu ngao mà nói chuyện với người đời, người không tu gì, nói chuyện tào lao bất xế, là quý vị biết cái người này là cái dạng không có chịu tu hành, mới tào lao vậy. Phái lao ra chằng cảnh, phải đi khơ khơ ngoài đường để dạng tào lao. Ví dụ như các cô, các chú chùa mình để những cái cho đi những gì, quý vị biết không? Nhận thức. Quý vị biết, nói mà những đứa có một cái phương tiện, một chiếc xe con, những đứa đi thôi. Đi tới lui, quý vị coi một ngày, đứa đi qua lại, qua lại, qua lại. Nhiều đứa có đi chơi đâu đâu. Nếu như bây giờ mỗi ngày mưa gió này kia đâu, thiếu sức khỏe một chút thôi, bao nhiêu việc trong chùa này đứng là hết trơn luôn. Nắng mưa đi qua lại suốt. Nên những đứa càng nghĩ mình phải có sức khỏe mình mới lo cho công chúng được. Có sức khỏe mới lo cho công chúng được. Càng nghĩ là những đứa mới thấy thông ra, chứ thêm cái nữa. Phải công nhận là mình phải có phước, mình mới có được phương tiện như vậy. Càng tu mình mới hiểu, chứ không phải hoàn toàn mình chỉ biết trách người ta không đâu quý vị. Ngày xưa những đứa có gì, thấy một người tu hành, họ đi xe tay ga xe này xe kia, là trong lòng mình cũng thấy đúng là người tu mà họ đi tay ga được không chờ. Đó, mình ngon mình đi tu như họ, mình được họ như họ đi. Cái gì nó cũng có một cái giá của nó chứ quý vị. Nếu như mình có tâm giải thoát thì tất cả những phương tiện này nó chỉ là một phương tiện thôi. Giống như Đại Lão và Thượng Tịnh Không, ngài nó không có xe cộ gì, nhưng mà ngài đi đâu là xe rất xịn chở ngài đi. Người ta cung kính người ta chở ngài đi. Cũng là ngài dùng phương tiện rồi còn gì. Ngài không chạy. Còn bây giờ tuổi trẻ những đức công việc, những đức một ngày biết bao nhiêu chuyện mà nói. Ngồi đó chầu chờ chầu trực để mà cho các anh huynh đệ anh em chở đi. Những đức cũng đã từng vậy. Ngồi chầu chờ chầu trực, mấy anh em công việc bận biểu ngồi đợi họ đi chở những đức đi. Cuối cùng những đức suy nghĩ, tại sao mình không học chạy xe. Họ chạy được mình cũng chạy được, tại sao mình không chạy đi. Còn có những lúc họ rảnh mình nhờ họ chở, nhưng mà mình biết chạy vẫn là chủ động hơn, nên những đức tập chạy xe. Còn những người trong chùa lo việc, đừng có mầm móng cái chuyện đi ra ngoài chi. Trời ơi, ham cái gì mà đi ra ngoài vậy ô. Những đức nói thiệt luôn á, nếu mà bình tĩnh suy nghĩ cho sâu sắc, mình ở trong chùa mình bình yên vô cùng. Mỗi lần mà giờ mình đến siêu thị gì, mình nếu mình được cảnh tỉnh cao độ, mình nhìn nhận đi, mình mang cái mặt mình đi vô siêu thị, nó thấy giữa mình với người ta nó khác lạ vô cùng, nhìn mình lạ kỳ, giống như kỳ thị mình. Nhưng mà khi người ta khổ te tu, người ta tìm đến chùa, đúng là mình có người có giá trị. Thì vì thế người ta mộ đạo, người ta biết tu, người ta vô chùa, mình là người có giá. Mà người ta không biết tu, mình bước ra đời mình là người không có giá trị gì hết chứ, thì tại sao mình không chọn cái nơi mà mình có giá trị mình ở. Nên những người tu trong chùa mình đi ra khỏi chùa, đúng là quý vị hết phước, xấu số, những đứa nó thiệt luôn. Nó có mấy anh em ở trong chùa ăn chay, nhưng mà bước ra ngoài cái ăn mặn, đứa đúng là cái người bước ra ngoài đi kiếm tiền, đúng là người không có tâm tu. Thế thấy rõ ràng không? Rồi sau xong thì coi kiếp nạn đến với họ. Đời của họ đã là bệnh hoạn này kia, bước ra ngoài là họ ăn mặn liền thì nạn đến với họ chứ sao. Nhìn đi, nó có mấy anh em nam đi đến nhà người ta làm, nhà ta ăn mặn mà lỡ từ từ ăn mặn, chuyện giỡn hết trời. Bởi vì nói cái chuyện mà nói trong chùa cái phước báo lớn vô cùng, người ở trong đây cầm tiền lo cho Tam Bảo, phước báo lớn vô cùng. Tưởng đâu nghĩ rằng đi ngoài kiếm tiền với khả năng mình lanh lẹ dễ kiếm tiền. Quý vị bước ra là tính vào cái phước của riêng quý vị cá nhân, còn đây là nương đại chúng, phước của đại chúng. Nên như nói chùa mình ngày chủ nhật ngày lễ cộng tu, đúng là cái điểm tu phước tu duyên thù thắng cho quý vị Phật tử về đây để cộng tu, tu phước tu duyên, cầu an cầu siêu cho người thân, đúng là thù thắng. Những đức là 100%. Nên những điều những đức chia sẻ đây, đời đạo gì cũng có góc độ nhận thức. Và những công đoạn mới vô, quý vị thấy vô thường chưa? Nó tiền của vật chất quý vị thấy không, như là đống rác vậy, bứt bỏ vậy. Mạng người như chỉ mành treo chuông, nhìn đi. Nên những đức nói cái người tu trong chùa, những đức lo cho họ mà một hai người mà họ không biết trân quý, đúng là để cho quý vị người tu trong chùa nhìn họ để học tập. Họ không biết trân quý. Những đức nói cái người tu trong chùa mà phái chơi với cái người ở ngoài đời, ngồi nghiêu ngao với người đời, ngồi ăn uống với người đời, là thế nào vì cũng ra khỏi chùa. Những đức nói nếu quý vị không cảnh tỉnh cao độ, sửa đổi lỗi lầm, đời quý vị tu cũng vô dụng, uổng công vô ích. Tại vì không có một cái sự phát triển gì. Nếu người đi tu vậy, đúng là giống như mình cho qua ngày đoạn tháng, không có ý nghĩa gì. Nên như đức từng đã nhắc nhở các anh em, như đức nói đã chọn con đường này rồi thì nhìn cái lợi ích và ý nghĩa này để mà cố gắng đi. Có người đứng đầu
dẫn đầu mình tuyệt vời gì, tại sao mình không cố gắng? Còn chọn còn tìm cái gì nữa bây giờ? Thấy người ta mở mắt to ra đi, nhìn người ta cũng là người tu như mình đó. Ngày Chủ Nhật, ngày lễ đó, nhìn đi. Mà chính mình có khi mình sắp họ luôn, mình không chịu nhìn. Mình không chịu nhìn gì chứ. Mình được ở trong ngôi Tam Bảo, mình được như vậy mà mình không chịu nhìn họ, để mình thấy mình trân quý cái cảnh giới của mình. Tại sao những đức nêu cái chuyện của mình là trân quý? Tại muốn nhắc chúng trong chùa mình phải trân quý. Chứ không phải những đức đi cười chê người ta đâu. Tu hành mà cười chê người ta có tội thì sao? Đó là phước phần nhân duyên gì của người ta kể người ta. Nhưng mà mình phải nhắc, đó là phương tiện đó, nhắc chúng mới có đó. Chính họ có khi mỗi tuần Chủ Nhật cầm đồng cắt kết duyên với một số người. Chính bản thân họ là người sắp xếp luôn, họ còn không biết thì thua rồi. Họ không biết trân quý, không biết cảm ơn, là người ta hộ trì mình mới được như vậy. Nếu mình đi tu mà đến một cái nơi mà người ta cho mình thoải mái, muốn ăn thì ăn, muốn kiếm tiền thì kiếm tiền, muốn xài điện thoại thì xài điện thoại, thì nói làm chi nữa? Nói tu gì nữa giờ, đúng không? Nên người trong chùa nên bình tĩnh suy nghĩ mà nhận thức đi. Nên như Đức nói, cái người mà đi ra khỏi chùa, như Đức chỉ đặt một câu thôi, đúng là quý vị hết thờ, hết thờ. Nên vừa tội quý vị. Chính những Đức là người ngoài đời, ngày xưa những Đức hiểu quá, kiếm đồng tiền đâu có đơn giản. Và bây giờ mình tu mình càng hiểu nữa. Phước trong mạng mà không có vì có lanh có khôn cỡ nào vì cũng đói nhăn răng, đừng nói chuyện dẫn chơi. Đây là do Tam Bảo làm lợi ích cho chúng sanh nhiều quá mới được thù thắng vậy. Nên đã phát tâm tu rồi nên nhìn nhận cái sâu sắc, thì cái tâm mình sẽ an định trong ngôi Tam Bảo liền. Nó an định trong ngôi Tam Bảo liền. Mỗi ngày như Đức nói, quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ chùa mình quá tuyệt vời rồi, được quá rồi. Thôi ơi, bây giờ ngoài đời người ta đang thất nghiệp, người ta kiếm chén cơm manh áo để vất vả vô cùng, lao theo trần cảnh. Nói ngoài đời dễ tu quá. Nhiều Phật tử là nhờ như Đức khuyên quý vị mới tu được. Nhưng Đức mà nghĩ giảng, quý vị mà nghĩ nghe pháp cái đó rồi, quý vị bị cái xã hội này lôi không? Gệt không biết. Mấy anh em ở trong chùa đã bước ra cái ăn, có những anh em ăn mặn rồi đó. Nó ăn thịt chúng sanh rồi đó. Nó, mà ngày xưa là bệnh hoạn te tôi vô chùa hết bệnh, bây giờ bước ra ăn mặn rồi đó. Rồi thời gian bệnh rồi lết vô. Nó nói một câu này quý vị vô không nổi luôn. Cho những con người ở đây cảnh tỉnh cao độ. Nên ở trong đây đúng ra phải cảm ơn, cung kính cảm ơn người ta hộ trì cho mình. Họ chỉ nghĩ có điều họ làm được chút đỉnh gì đó, họ nghĩ là họ làm được chút gì đó, họ nói họ là công cán, họ làm được gì ông có thành tựu. Quý vị nhớ trong cái cuộc đời này nó đều là che chở lẫn nhau, nhưng mà cây to che cây con. Họ người ta cỡ nào cũng là cây to chứ. Nếu như quý vị trong ngôi Tam Bảo mà không làm một cái gì thì quý vị sống là cái gì nữa? Nên quý vị làm một số việc đó là chuyện quá bình thường. Nhưng mà đổi lại cho mình phải nhận thức được ý nghĩa trong cuộc đời. Chứ đừng có làm được một chút việc mình cho rằng mà mình quan trọng quá, là mình hết phước. Hết phước trong dẫn đâu. Nên cái tâm mình khi an định trong chùa thì phước mình rất là lớn. Vì niệm niệm gì chúng sanh. Mà tâm mình bỏ chùa mà vì gia đình là tâm lượng gì quá nhỏ bé. Mình đã vì gia đình mình có được cái hạnh phúc gì đặc biệt không? Nên mình vì Tam Bảo mình phải vì gia đình mình. Mình vì gia đình mình là mình sẽ sạch phước. Nên người trong chùa tu chỉ biết toàn tâm toàn ý biết ở chùa thôi. Còn tất cả những việc gì nhân duyên nó đến, tự nó sẽ đến. Mình đừng bao giờ cái chuyện mà mình ở trong chùa mình nghĩ cái chuyện nhà khổ sướng vui gì sao sao gì. Khỏi đi. Mình cứ lo tu cho thật tốt đi. Người ta vô là mình có thể dễ độ người ta. Nên mỗi một người khi nghe gì rồi ở trong chùa thì cố gắng, ngoài đời cố gắng. Rồi nhìn những cái hình ảnh vô thường mới vô, vì coi đi, rồi bị nhắc nhở mình cao độ. Nó của cái vật chất là phù du đúng không? Nên cố gắng niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai miễn nạn. Dẫu kiếp nạn xảy đến cũng có thể tỉnh táo sáng suốt niệm Phật vãng sanh. Đúng không? Thù thắng không? Dù kiếp nạn xảy đến cũng tỉnh táo niệm Phật vãng sanh. Vì mỗi ngày chúng ta được bồi dưỡng về tín nguyện niệm Phật vãng sanh. Nhìn thì vô thường, mình biết rồi, mình không còn bị hụt hẳn nữa. Khi kiếp nạn sẽ đến mình rất bình tĩnh niệm Phật vãng sanh. Còn con người ta lao theo trần cảnh bám víu của cái vật chất, ta nghĩ ta chưa chết đâu, ập kiếp nạn xuống cái họ đơ, thì họ phần nhiều đi đọa tam đồ ác đạo. Nên mình là được nhắc gì vô thường, được rèn luyện gì vô thường, được nghĩ về sống chết. Cuối cùng thì mình khi gặp kiếp nạn mình rất bình tĩnh niệm Phật vãng sanh. Người tu phải được bổ túc cái chỗ này.
thì kết quả rất là lớn. Câu vật hiệu này bám cho chắc đi quý vị. Đây là vạn đức hồng danh. Câu vật hiệu là báu vật vô giá. Câu vật hiệu là bảo vật như ý. Nếu người không biết sử dụng bảo vật như ý này, đúng là quá thiệt thòi. Những đức không có gì đặc biệt, chỉ có biết nắm chắc câu vật hiệu. Đó là ý nghĩa nhất của cuộc đời của mình khi gặp Phật Pháp. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa, hàng Phật tử khắp nơi mỗi ngày nghe chia sẻ tịnh độ. Quý vị cố gắng niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.